cay đắng đan lên quá lâu trên bờ môi ấy. Mỗi ngày tôi phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng, để rồi nỗi buồn vỡ vụn trong đêm. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ, và không ai muốn chia sẻ những gì tôi đang mơ. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết, muốn khóc nhưng cứ phải gừng cười. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy, cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Vì sao không yêu nhau như những ngày đầu tiên yên vui ấy, cứ ngỡ ta đã yêu được nhau. Bà có sao không? Từ sáng tới giờ anh chưa thấy bà ăn uống gì hết đó. Như vậy dễ ra bao tử lắm đó. Tránh ra đi. Anh biết bà buồn lắm. Bà đừng có khóc nữa. Bà nghe được, bà cũng không có vui đâu. Tránh ra đi. Mày biết gì mà mày nói? Mày tưởng mày là ai? Anh là anh của Bảo. Tôi không còn mẹ, nhưng dù sao anh với Bảo cũng là anh em mà. Là anh thì phải có trách nhiệm bảo vệ và quan tâm em của mình chứ. Tại sao? Tại sao tao với mày lại là anh em? Không phải. Tao với mày không phải anh em. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Tất cả là lỗi của mày. Tao ghét mày. Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày đi ra khỏi nhà tao. Mày ra khỏi nhà tao đi. Tao không phải là anh em với mày. Tao không phải anh em với mày. Tao ghét mày. Thank you.
Tại sao thằng Bảo với thằng Nguyên không có mặt trong ngày cúng cơm vậy? Gia Bảo, cô sao vậy? Hình như bà bay sốt rồi chú ơi. Hồi nãy con ông Bảo xuống nhà không thấy ai hết đó. Biết mọi người đang cúng cho bà ở bên này, con ông Bảo qua đây luôn. Gia Bảo, cô có sao không Gia Bảo? Bảo, mày đã làm gì con tao? Dạ, con đâu có làm gì đâu cô. Hồi nãy Bảo ho, con chỉ dỗ luôn giùm cho Bảo thôi à. Lúc nãy thì không sao, nhưng mà Bảo khóc một hồi, cái người Bảo nóng lên rồi mê man luôn cô. Đi, không được đụng vào con tao. Em nhỏ tiếng chút đi. Anh à, con mình đã bị sốt rồi nè, người đã nóng rang hết rồi nè. Mới vừa cúng cơm cho má xong thôi, em đừng có ồn quá. Gia Bảo. Chú Tài. Dạ. Giúp tôi đưa thằng Bảo về nhà đi. Dạ. Chị Dân. Dạ. Gọi điện cho bác sĩ đi. Dạ. Đồ thứ ăn mày. Dạ, chào chị. Dạ, mời bác sĩ ạ. Dạ. Dạ. Trời đất ơi, cô Dung, cô tới đây làm chi vậy? Trời ơi, cô Khuê mà biết là phiền lắm đó. Dạ, em muốn vào thắp nhang cho bác được không? Ừ, không có được đâu. Cô nghĩ sao mà muốn vậy chứ? Dù sao em cũng từng sống bên cạnh bác. Bác luôn mang giúp đỡ từ những ngày em còn nhỏ. Giờ bác mất rồi, em cũng không biết làm gì hơn. Em cảm thấy mình có lỗi quá. Người mất thì cũng đã mất rồi. Bây giờ mấy ngày nay căn nhà này nặng nề lắm. Gia Bảo nó lại đang bị sốt. Ông bác sĩ hồi nãy là ở nhà mời tới để khám cho Gia Bảo đó. Thằng Bảo bị sốt hả chị? Ừ. Thằng bé có sao không chị? Thằng Nguyễn nói là do nó khóc quá cho nên nó bị xỉu rồi làm sốt. May mà thằng Nguyễn ẵm ra cho nên mọi người mới biết đó. Chứ còn cả nhà đang lu bu lo cho bà, có ai để ý đâu. Vậy còn thằng Nguyễn? Thằng Nguyễn thì sao hả chị? Nó có khỏe không chị? Nó khỏe, nó ngoan lắm, không có sao đâu. Cô nhớ nó lắm hả? Bây giờ đã tới tận đây rồi, không vô thắp nhang được cho bà thì thôi, còn phải gặp thằng nhỏ một chút chứ. Trước đây bà cũng hay dặn tôi, lâu lâu dẫn thằng Nguyễn tới cho cô gặp đó. Dạ chị. Chào nội. Con nhớ mẹ quá à. Mẹ, mẹ tới đây lâu chưa? Mẹ mới tới. Tại cô Dân chỉ đưa con tới cổng công viên thôi à, mà con không có biết đường cho nên con mới chạy quá trời luôn á.
con mới tìm được mẹ á. Con đã ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi. Còn mẹ, mẹ ăn cái gì chưa? Trước khi tới đây mẹ đã ăn rồi. Nè, mẹ nghe cô Dân nói nhờ con mà mọi người trong nhà mới biết Gia Bảo bị sốt đúng không? Dạ, bà mất, Bảo buồn nên cứ khóc suốt à, tới mức bị sốt luôn. Con cũng mong Bảo sẽ khỏe lại. Bà mất, chú cũng đã buồn rồi. Nếu như mà Bảo bị bệnh nặng thì chú sẽ càng lo lắng hơn. Hình như nguyện của mẹ đã lớn rồi thì phải. Mẹ không ngờ con biết nói những lời này. Con nghĩ được như vậy là rất tốt. Sống mà biết nghĩ tới người khác thì dù bị người ta coi thường hay bị cả thế giới này chống đối thì mọi thứ cuối cùng sẽ thuộc về con. Trong cuộc sống này, những người tốt bụng và nhân từ sẽ là người giành được chiến thắng. Con nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Bây giờ mẹ phải về rồi. Sắp hết chuyến xe cuối. Mẹ, mẹ phải đi thiệt hả? Mẹ phải về rồi. Con đi về nhà đi. Mẹ, con về nhà với mẹ được không? Dạ, con biết rồi. Con không được đòi về nhà. Nhưng mà không lẽ từ đây về sau con không được sống chung với mẹ nữa hả mẹ? Thiệt như vậy luôn hả mẹ? Tại sao bữa nay con nói nhiều vậy? Nếu thực sự con muốn sống chung với mẹ thì từ nay con phải nghe lời chứ. Học hành cho thật tốt, vậy mới có thể trở thành người tài giỏi. Con sẽ được nhiều người kính trọng. Khi con đạt được những điều đó thì tự động mẹ con mình sẽ đoàn tụ. Nguyện, con hiểu mẹ nói gì chứ? Dạ, con hiểu rồi. Con hiểu thiệt không? Hay là con chỉ nói vậy để cho mẹ vui? Con hiểu thiệt mà. Hiểu rồi thì về đi. Con có tự về được không? Dạ được. Cô Dân nói với con là đón taxi về, cứ đưa địa chỉ nhà là được. Mẹ yên tâm đi. Mẹ về sớm đi, kiểu tối á. Mẹ, mẹ về cẩn thận nha mẹ. Mẹ biết rồi. Con cũng vậy nha. Con nó hạ sốt rồi. Em đừng có lo. Nó ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ khỏe thôi mà. Tại sao chúng ta không bỏ đi? Hay là anh, em và cả con chúng ta rời bỏ chỗ này đi? Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về. Em không tài nào ngủ được. Cảm giác tội lỗi cứ đeo bám em mãi. Nhưng em căm thù con đàn bà đó và cả đứa con rơi của nó. Mỗi khi nghĩ tới em cảm thấy khó thở vô cùng. Khuê à,
Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu bây giờ rời khỏi, liệu trong lòng em có thanh thản hơn không? Em có chắc là em có thể buông bỏ những tham vọng của mình để sống một cuộc sống khác được không? Hay là em vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện xảy ra trong căn nhà này, vẫn bị lòng thù hận và ghen ghét chi phối? Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm, em chỉ muốn chết mà thôi. Em phải mạnh mẽ lên, gia bảo nó là con của em, em phải là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu như em yếu đuối như vậy thì sau này tương lai của con sẽ thế nào? Nghe anh nói nè, anh và em đã tới bước này, không thể nào quay trở lại được đâu. Nhưng mà em yên tâm, lúc nào anh cũng đứng phía sau em để hỗ trợ cho em. Vì em và con, anh có thể làm được tất cả. Em phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã, không được yếu đuối, nghe không? Gia bảo nó là con của em, em phải là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu như em yếu đuối như vậy thì sau này tương lai của con sẽ thế nào? Nghe anh nói nè, anh và em đã tới bước này, không thể nào quay trở lại được đâu. Nhưng mà em yên tâm, lúc nào anh cũng đứng phía sau em để hỗ trợ cho em. Vì em và con, anh có thể làm được tất cả. Làm gì ở đây vậy? Sao không ở trong phòng học bài? Dạ, tại vì trong phòng ngợp ngạt quá nên con ra đây cho nó mát. Ủa mà má ra đây làm cái gì vậy? Tại vì hôm nay trời oi quá cho nên má ra đây cho thoải mái chút xíu thôi. Giờ má vô nhà đi. Má. Sao? Gì đó con? Dạ không có gì, con cũng muốn vô nhà. Với số tiền này, anh có thể mở một tiệm tạp hóa
hoặc là kinh doanh cái gì đó. Mẹ đời mà, không có ai cho ai không cái gì hết. Ông đưa tiền cho tôi như vậy ông muốn cái gì? Ông nói thẳng mẹ nó luôn đi hả? Tôi muốn anh xử lý cho tôi một người phụ nữ. Có gì không? Con không thấy cô đang lu bu buôn bán hả? Con muốn gọi điện thoại. Bà chủ ơi, tính tiền. Chờ con chút. Rồi, tới liền. Tiền đi con. Con muốn gọi điện thoại. Đưa đây. Vậy con gọi nha cô. Con không được tùy tiện bấm số. Đưa số đây, cô gọi cho con. Cô Vân. Hả? Má con đâu rồi? Má con đi mua sắm với mấy người bạn rồi. Chiều tối mới về lận. Con có cần gì không? Dạ, dạ không, không có gì. Alo. Dạ phải rồi. Gặp Nguyễn hả? Dạ chờ một chút. Nguyễn ơi, có người gặp nè con. Dạ. Cảm ơn cô Vân. Alo, mẹ hả? Không phải, Lan Anh nè. Lan Anh hả? Mình không nghĩ là Lan Anh gọi điện cho mình luôn á. Sao rồi? Lan Anh có khỏe không? Mẹ bạn đang gặp nguy hiểm đó. Bạn về liền đi. Hả? Mẹ mình bị làm sao? Mình không biết, nhưng mà mình nghe ba mình với. Hả? Bạn còn đó không Lan Anh? Nguyễn có nghe mình không? Con đang gọi mà cô. Hết giờ rồi. Bấy nhiêu tiền á thì chỉ nói được nhiêu đó thôi. Nhưng mà con đang gọi mà. Con muốn nói nữa thì con thêm tiền cho cô. Ủa? Nguyễn, có chuyện gì vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa. Hình như mẹ con bị bệnh hay sao á. Chắc là bệnh nặng cho nên người ta mới gọi báo đó. Khổ quá. Ai báo cho con biết? Dạ, là Lan Anh báo cho con biết. Lan Anh là ai? À, có phải là con của cái người đàn ông đã từng đánh con phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Lan Anh không có giống ba của bạn ấy. Lan Anh rất là tốt bụng. Lan Anh đã gọi điện báo tin cho con biết như vậy, chắc chắn là mẹ con có chuyện rồi. Chú cho con về nhà nha chú. Con không cần phải về nhà. Chuyện không có gì nghiêm trọng đâu. Sau 49 ngày của bà,
ba sẽ về đó một chuyến. Nhưng mà mẹ con chắc chắn có chuyện rồi, con lo cho mẹ lắm. Con không cần phải lo, cứ để chuyện này cho ba giải quyết. Nhưng mà không nói nhiều nữa. Ba đã nói là chuyện này để cho ba giải quyết. Còn chuyện của con bây giờ là đi về phòng học bài đi. À, ba định là sau 49 ngày của bà, ba sẽ làm khai sinh lại cho con. Sao con phải làm khai sinh lại? Từ nay về sau, con chính thức là con của ba. Con không cần phải sống như trước kia nữa. Con không hiểu. Làm lại khai sinh, con vẫn là Phạm Hữu Nguyện mà. Đâu có khác gì đâu. Không. Sau khi làm lại khai sinh, ba sẽ nhập hộ khẩu cho con luôn. Từ nay, con sẽ là con trai trưởng của Trần Thành Đạt này, là cháu đích tôn của nhà họ Trần. Lúc đó, ba cũng sẽ đổi tên cho con luôn. Đổi tên? Phải. Tên của con sẽ là Trần Trí Thành. Con hãy quên cái tên Phạm Hữu Nguyện đó đi. Quên hết những tháng năm sống cực khổ ở khu nhà trọ đó đi. Và tốt nhất, quên má con luôn đi. Sao được chú? Không phải là chú, mà ba là ba của con. Từ giờ trở đi, con phải gọi là ba. Hiểu chưa? Cô Dung ơi, ra chị nói cái này nè. Dạ, chị Tư kêu em hả? Cô có bị làm sao không vậy? Cô có thấy không khỏe hay là khó chịu gì không cô? Dạ, dạ, em đâu có bị sao đâu. Sao chị hỏi em vậy? Thiệt là không sao chứ. Hay là cô có bệnh mà cô giấu hả? À, dạ không, em đâu có bệnh hoạn gì đâu à. Mà sao chị hỏi em vậy? Ông tổng giám đốc á, công ty bánh kẹo Thành Phát vừa mới gọi điện về cho cô đó. Nhưng mà ông gọi điện có chuyện gì vậy? Ổng không nói rõ lắm đâu, nhưng mà hình như có ai báo với ổng á là cô bị bệnh nên ổng gọi hỏi thăm. Em bệnh? Bởi vậy tôi chạy qua coi cô có sao không. Tôi thấy ổng cũng lo cho cô lắm đó. Trời, đâu có, em đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sao ai lại báo kỳ cục vậy? Chắc có đứa nào nó ganh ghét. Nó biết cô là vợ của ổng nên... Trời ơi, chị đừng có nói tầm bậy. Em với ông ấy không có quan hệ gì hết đâu chị. Tôi lộn. Ý tôi á, tôi nghĩ có đứa nào nó ăn không ngồi rồi chọc phá. Chứ chắc không có chuyện gì đâu. Dạ. Dù sao cô không bị gì là tốt rồi. Thôi, tôi về nấu cơm nghe. Dạ. Ông muốn tôi giết người phụ nữ đó hả? Đưa tôi có nhiêu đây mà bắt tôi phải làm chuyện đó hả? Tiền đối với tôi không thành vấn đề, nhưng tôi nghĩ anh phải dùng cách gì đó mới được. Ý ông là sao? Cô ta không đến nỗi phải chết được. Tôi muốn cô ta biến mất. Anh dùng cách gì tôi không cần biết, phải làm cho cô ta biến mất. Mày hả? Mày giỡn mặt với ông mày hả? Chẳng qua là tao thấy mày ăn mặc lịch sự, mày kêu ra bàn công việc, tao nghĩ là tao có kẹo thơm. Không ngờ gặp cái thứ đầm bang. Mày coi chừng ông mày nha mày.
với cái phốt của mày ở Biên Hòa, say xỉn, cướp của, đánh người gây thương tích. Tao mà báo cho công an, mày nghĩ họ có tin tao không? Sao? Cầm lấy số tiền này, mau giải quyết vụ này cho tao. Mày còn có vốn đi nơi khác mà sinh sống. Nhưng mà xong việc rồi được bao nhiêu? Làm tốt đi, tao sẽ thưởng gấp đôi. Phải rồi, đây đời chó chết của mình còn gì đâu để hoài. Số tiền này nó sẽ giúp cho mình đổi đời. Sao giờ này bảo ở đây? Đi theo tao. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Nhờ có Bảo mà tụi mình mới ra đây được. Nè Bảo, đi theo anh làm gì? Bảo mà đi như vậy chú lo lắm đó. Mày hỏi nhiều quá. Không phải mày muốn về nhà để lo cho má mày hả? Đúng. Nhưng mà Bảo mà tự nhiên biến mất như vậy, mẹ của Bảo sẽ lo cho Bảo lắm. Thôi đừng có giỡn nữa, đi vô nhà. Mày im đi. Tao sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Bây giờ tao không có ba, cũng chẳng có má. Bà ba khùng hay sao? Mặn nói gì kỳ vậy? Đối với tao, từ lúc bà mất á, tao chẳng có ba với má nữa. Bà ba còn sốt hay sao mà nói gì kỳ vậy? Mày tính đứng đây đến bao giờ nữa? Mày không về nhà gặp má mày hả? Anh không biết bà đang tính toán cái gì, nhưng mà bây giờ tạm thời cứ đi chung với anh. Nhưng mà lúc về á, hai anh em phải cùng về nghe không? Hứa với anh đi, anh mới cho bà đi chung. Không thôi á, anh dắt hai đứa vô nhà bây giờ. Sao mày lại muốn tao ở lại? Tao mà không ở cái nhà này nữa hả? Thì ba với cái nhà này đều là của mày hết chứ gì. Bảo đi mà không nói như vậy chú lo lắm đó. Có biết tội lớn nhất của một người con là gì không? Là làm cho ba mẹ lo lắng đó. Cho nên bây giờ đi chung với anh á, về nhà mẹ anh coi như đi chơi cũng được. Nhưng mà lúc về á, hai đứa phải cùng về. Bây giờ đi nhanh, không thôi hết xe. Vô đi. Dạ cậu.
Dạ, hồi nãy tôi vô phòng để mời hai cậu xuống dùng cơm. Tôi thấy cái này trên bàn học mà không thấy cậu Nguyễn trong phòng. Chị Vân, chị Vân đâu rồi? Chị Vân. Dạ. Chuyện này là sao đây? Có ai đó đã lấy hết tiền bạc và nữ trang của em rồi, không còn gì hết. Chắc chắn là nó. Chị Vân. Dạ. Chị xuống kêu thằng Nguyễn lên đây. Dạ nhưng mà... Còn nhân nhị gì nữa? Chắc chắn là nó, chứ ai vô đây làm. Dạ nhưng mà thằng Nguyễn nó bỏ đi rồi. Còn cậu Bảo... Cậu Bảo thì sao? Dạ cậu Bảo không có trong phòng, không biết đi đâu nữa. Trời ơi, hay là thằng Nguyễn nó bắt thằng Bảo đi cùng. Gọi điện báo công an, nhanh lên. Nè em, em suy nghĩ cái gì mà kỳ vậy? Làm gì có chuyện mà thằng Nguyễn nó bắt thằng Bảo đi được. Chuyện này cũng chưa chắc do thằng Nguyễn nó làm đâu. Không phải thằng Nguyễn thì ai vô đây làm? Mất mát không có bao nhiêu hết. Em đừng có làm ầm ĩ lên như vậy. Chuyện gia đình thì cứ để trong nhà giải quyết. Chị cứ xuống nhà trước đi. Dạ. Em bình tĩnh lại đi. Anh tưởng là em tiếc số tiền đó hay sao? Chẳng qua là em lo cho con trai của mình thôi. Ai biết được là thằng Nguyễn nó sẽ làm gì thằng Gia Bảo chứ. Anh nghĩ tụi nhỏ không sao đâu. Anh sẽ cho người xuống Tây Ninh đón tụi nó về. Em yên tâm đi. Thằng Bảo nó là mạng sống của em. Nếu như có chuyện gì xảy ra với thằng Gia Bảo, em sẽ không bao giờ để yên cho hai mẹ con nó đâu. Dạ. Sao bác lại làm vậy? Con nhận đi con. Con không thể nhận đâu bác. Bác tới đây thăm con là con cảm thấy vui lắm rồi. Con không đòi hỏi gì hết. Con không thể nào lấy gì của bác hết. Nghe bác nói này Dung, con nhận đi, để cho tâm hồn của bác được thanh thản. Nếu ngày xưa
ba má con không mất sớm thì có lẽ con và thằng Đạt cũng đã nên duyên vợ chồng rồi. Không hiểu tại sao ngày xưa đó, bác chỉ cứ khăng khăng chọn Ngọc Khuê làm dâu. Mọi chuyện như thế này là lỗi của bác. Bác à, con xin bác đừng có nói như vậy. Ba mẹ con mất sớm. Nếu không nhờ bác xuống quê đón con lên để cưu mang thì con đâu có được sống như vậy. Bác cho con học chữ nghĩa, cho con học cái nghệ. Ơn đó con còn chưa trả được mà. Con à, cặp nhẫn này là thứ bác quý nhất. Nó là vật gia truyền của gia đình bác. Bây giờ bác tặng nó cho con. Chuyện năm xưa qua như dở lỡ rồi. Con không phải là vợ của thằng Đạt, không làm dâu của bác được. Nhưng bác muốn, trong mắt của bác, con là đứa con dâu tốt nhất nha con. Khi nào tìm được hai đứa nhỏ, chú Tài sẽ về. Con đi khỏi nhà, sao em thấy anh bình tĩnh quá vậy? Anh không lo lắng cho con hả? Mẹ ơi, 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 trong giấc mơ vẫn gọi tên tôi. Chẳng có gì, chỉ nắm tay mãi mãi không rời. Nguyễn, mẹ đi đâu vậy Nguyễn? Một người sẽ một mình mẹ không làm được gì đâu. Dù gian khó hay khi huy hoàng, một người sẽ mang trái tim dịu dàng yêu tôi. Có khi nào chính em là cô gái tôi vẫn đang chờ đợi? Nếu định mệnh khiến một ngày đôi ta bước tới, tôi muốn dành hết em. Không cho có đi đâu một mình, những bộ phận cướp sao không đâu. Nghe làm gì vậy, bỏ ra coi. Bỏ ra coi. Suốt cuộc qua đi, qua nhanh đi, nhanh lên.